quá, đọc bài đó. Hôm nay có, dạ con xin phép được bà đọc cả bài 7 La Mã sự kiện. Một, ngồi xuống một bên vua Pasenadi đi nước Kosala bạch Thế Tôn: ở đây bạch Thế Tôn, con ngồi trong pháp đường để sự kiện. Con thấy chính xác vị sát đế lị đại phú, các bà la môn đại phú, các gia chủ đại phú hào, có tiền của lớn, có tài sản lớn, có nhiều vàng và bạc, có nhiều tài sản vật dụng, có nhiều tiền của ngũ cốc. Vì nhân các dục, vì duyên các dục, vì nguyên nhân các dục đã dục ý nói lời vọng ngôn. Bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: nay ta đã chán ngấy sự kiện, nay nay hãy để cho vị hiền diện được có danh tiếng nhờ ngài, nhờ tài sự kiện. Ba, thưa đại vương, các vị sát đế lỵ đại phú, các vị bà la môn đại phú, các vị gia chủ đại phú, phú hào có tiền của lớn, có tài sản lớn, có nhiều vàng bạc, có nhiều tài sản vật dụng, có nhiều tiền của ngũ cốc. Vì nhân các dục, vì duyên các dục, vì nhân duyên các dục đã dụng ý nói lên lời vọng ngôn, do vậy họ sẽ gánh chịu bất lợi đau khổ trong một thời gian dài. 4. Loài người bị đắm say trong tài sản, trong dục, họ tham lam, điên dại trong các dục ở đời, không có ý thức rõ ràng, đã quá độ say mê, chẳng khác gì con cá không thấy đặt bẫy sập. Về sau họ khổ đau chịu quả báo ác nghiệp. Phần này đọc xong, xin kính dâng mic đến ngài để ngài thuyết giảng bài chánh kinh ngày hôm nay cho đạo tràng chúng con ạ. Để lát nữa con sẽ từ từ con sẽ đánh 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 máy lên cái bài này sau ạ. Dạ con xin phép con dâng mic đến ngài. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sầm Thầy Giá. Cảm ơn Pháp Môn Lạc Cài rất là nhiều đã hỗ trợ giúp sư Phật đọc phần chánh kinh. Và trước khi vào phần giảng giải chia sẻ Phật pháp, kính cung thỉnh chư tôn đức như mời tất cả quý vị lắng tâm thanh tịnh hướng về tam bảo đọc lại một cách tóm tắt. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sầm Thầy Giá. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức tam bảo một cách tóm tắt. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Phật bảo. Phật bảo đấng vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn, ngài đã diệt tận vô minh và bị phiền não, ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử ngồi thầy cả chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức pháp bảo phương lương dược, ngăn trị tâm bệnh cho tất cả chúng sanh. Những ai thực hành đúng theo chánh pháp sẽ được an lạc trong hiện tại và ngày vị lai. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức tăng bảo. Tăng bảo gồm hai bậc: thánh tăng và phàm tăng. Các ngài là mô phạm của quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Do phước báo tán dương ân đức tam bảo, kính cầu mong chư tôn đức phát thể khang an, chúc tất cả quý trung nữ quý phật tử nhiều sức khỏe an vui, tu tập tạo được nhiều thiện sự trong đời sống hiện tại, hướng đến giải thoát của ngài vị lai. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ thì trong đây á thì đức vua Pasenadi đã nêu lên những cái người mà đã có những cái điều kiện, những bà la môn đại phú, các gia chủ đại phú phú hào, có tiền của lớn, có tài sản lớn, có nhiều vàng bạc, có nhiều tài sản vật dụng, có nhiều tiền của ngũ cốc. Vì nhân các dục
Duyên các dục, vì nguyên nhân các dục đã dụng ý nói những lời vọng ngôn. Chính vì những cái lời nói vọng ngôn tà dại này đó, mà đem đến những cái quan trái. Thành ra quý vị thấy rằng đó, ở trong thế gian đó, là sao? Chúng ta đừng có tưởng là những cái người mà giàu có, tiền của nhiều, là họ sống chân thật, họ có tâm tốt đẹp. Thì có câu chuyện đó, cái ông này ông rất là nghèo khổ, ông làm cái nghề mà kéo xe đó, ngoài trung ta kêu xe thồ đó, còn ở trong Nam thì kêu mấy người mà đẩy chạy xe ba gác đó. Ông này ông chuyên môn, ông có cái xe kéo, ông hàng cho người ta. Thì một bữa đó ông thồ một cái chuyến hàng cũng rất là nặng, nên đi tới ngay cổng chùa đó, cái ông dừng lại, ông nghỉ mệt, mệt quá rồi, ngừng lại ngay cổng chùa nghỉ mệt. Thì bắt đầu ông ta ngồi cạnh cổng chùa, bắt đầu ông cũng than thân trách phận. Ông thấy những cái người giàu có, đi xe sang, ăn mặc diêm dúa rồi kia nọ, đi vô chùa, thì ông ngồi ông than thân trách phận, nói trời ơi sao mà người ta, sao mà giàu có quá, còn mình cứ làm quần quật hoài, khổ như cái con quật vậy đó, mà còn thiếu lên xuống. Người ta sao cái người ta sung sướng quá. Thì tình cờ cái vị trụ trì ông đang chăm sóc cái cây kiển ở gần đó, ông nghe ông mới nói bộ con tưởng đâu mấy người mà họ đi xe sang, đeo trang sức nhiều, giàu có đó, họ sung sướng mà. Bây giờ con muốn biết, con đi theo thầy. Đó. Thì ông trụ trì mới dẫn cái ông xe thồ này đi ra phía sau chánh điện, núp sau cái bồ đoàn tượng Phật để nghe. Thì cái bà này đi xe sang cái cửa ngoài cổng vô đó, mang hột xoàn rồi vàng bạc rồi rất là nhiều ha. Cái bắt đầu mới lắng nghe coi bà này bà nguyện và giái cái gì ha. Thì bắt đầu bây giờ là cúng cho Tam Bảo ít rồi, bây giờ cầu mong là cho con việc làm ăn của con là tốt đẹp, bây giờ con đang thiếu nợ thiếu nần, bây giờ là giúp cho con làm sao có một số tiền của cho thiệt lớn để mà con trả nợ cái tài sản, cái số nợ này thế này đủ thứ kia ha. Rồi cầu mong cho gia đình con hạnh phúc, chứ giờ mấy đứa con nó không có lo học hành, nó ăn chơi, nó phá phách rồi kia nọ ha, nó tiêu pha phung phí tài sản cái này kia. Rồi bà ta mới rơi nước mắt ha, cầu nguyện khóc trước cái Tam Bảo ha. Đó. Thì sau đó bà ta lễ Phật rồi bà ta đi ra về ha. Cho nên á là cái lúc này đó, cái anh mà xe thồ ảnh mới thực sự tỉnh. Trời ơi, té ra hồi đó giờ mình nghĩ những cái người mà giàu có, trang sức rồi đi xe sang rồi thế này thế kia đó, họ sung sướng hạnh phúc, với sự thật ra đó té ra họ còn khổ hơn mình đó. Mình á là mà mình thồ hàng kéo xe về, nhưng mà rồi cái đó một ngày nào đó có tiền đủ sống qua ngày nấy, rồi mình về mình quất bụng cơm cái mình mệt quá mình ngủ, thành ra té ra là mình còn hạnh phúc hơn những cái người đó. Tưởng rằng người ta đi xe sang rồi hột xoàn rồi trang sức là cao quý, nhưng mà sự thật ra đó cái đó chỉ là cái vỏ bọc lè lẹt bên ngoài, nhưng mà ở trong á
họ có 5-3 tỷ, nhưng mà họ khi họ thiếu nợ vài chục tỷ lắm chừng, nhớ không? Đó. Cho nên mình đôi lúc chúng ta sống thiếu thốn, không có tiện nghi vật chất, thì mình nghĩ là mình khổ. Còn mấy người mà họ có địa vị quyền thế, rồi họ sống sang cả thế này kia, họ sung sướng, nhưng mà không phải đâu. Cho nên là chúng ta phải hiểu biết, để rồi chúng ta có sự tri túc đối với cái phước của mình. Chúng ta đừng có so sánh thế này thế khác, rồi chúng ta mặc cảm, tự ti, rồi khổ đau thế này thế khác. Chưa chắc gì những cái người mà có địa vị quyền thế, có tài sản nhiều, mà họ sung sướng, họ hạnh phúc đâu, phải không? Đó, quý vị thấy rằng có nhiều khi mấy ông đứng đầu chính phủ, tổng thống, thủ tướng, có những lúc mà ăn không yên, ngủ không yên, khi mà nào là thiên tai dịch bệnh, tổng hợp suốt cả đêm để tìm ra những cái biện pháp. Thành ra đó, mình nghèo ở nhà tranh vách đất, nhưng mà đây làm sao, mình lao động cực nhọc thiệt, chân tay, nhưng mà đều cái là buông ra, mình nằm mình ngủ khò, phải không? Còn mấy ổng là phải lo sợ đủ thứ chuyện hết, lo sợ chức quyền bị mất, lo sợ cái công việc nó không có được trôi chảy, đó là nó thiên tai dịch họa rồi nó xảy ra tùm lum, rồi là phải đi cứu trợ chỗ này, đi lo chỉ đạo để sửa sang chỗ kia, khắc phục chỗ nọ, tùm lum hết, phải không? Chứ chắc là họ sung sướng đâu, phải không? Cho nên đó là khi mà mình biết thì chúng ta sẽ sống cuộc một đời tri túc, mình biết cái phước của mình cỡ chừng đó đó, phải không? Đừng có tầm cầu hơn nữa, mình đừng có tìm kiếm hơn nữa, đó, làm vua, làm tổng thống, làm thủ tướng, chứ phải là sướng đâu. Thì có một lần đó, vua Lê Lợi, sau khi mà ông lên ngôi rồi đó, cái thời gian đất nước thanh bình thì ông ta mới trở về cái làng của mình để thăm lại cái ngôi làng mà mình đã sinh ra và lớn lên ở đó. Thì có gặp một cái ông bạn hồi đó là cũng đồng trang lứa, cũng đồng trang lứa với mình. Hai người mới nói chuyện rồi với nhau. Thì ông này ông mới nói chứ tôi với bệ hạ đó cùng sanh ra một ngày, một tháng, một năm, mà bệ hạ đó bây giờ là vua, đứng đầu một nước, coi như là quyền thế thế này thế kia, còn tôi vẫn là một cái người dân giả bình thường. Thì vua Lê Lợi mới hỏi gì chứ bây giờ ông đang làm nghề gì? Ông nói là ông đang làm cái nghề nuôi ong. Hỏi chứ ông đàn ông của ông được bao nhiêu đàn? Nói là được 10 đàn. Thì vua Lê Lợi mới nói chứ hơn tôi quá chừng còn gì nữa. Tôi làm vua có một nước à, còn ông á làm vua tới 10 nước. Vậy mà ông còn than cái gì? Đó, thành ra quý vị đừng nghĩ có quyền thế là những cái vị lãnh tụ lãnh đạo đứng đầu một cái quốc độ, làm vua, làm chúa, làm tổng thống, làm thủ tướng là sung sướng không? Nhưng mà cái người mà mình cái người mà người dân bình thường, nếu mà chúng ta biết tri túc, chúng ta
bằng lòng với cái phước của mình á, à, với những cái điều kiện mà mình có, mình không tầm cầu những gì quá cao xa đó, à, thì mình sẽ an ổn hạnh phúc. À, còn ngược lại, à, ngược lại là đối với những cái người mà họ có quyền thế, à, họ có quyền thế, có địa vị, có tài sản, nhưng mà họ không có biết tri túc, à, thì khi mà họ có những cái, họ tầm cầu những về những cái tham dục đó, à, là gì, đó là coi như họ có đang có 2-3 tỷ, họ muốn có 10 tỷ, họ muốn có 20 tỷ, tức là họ tầm cầu không biết đến lúc nào nó mới dừng, à, cho nên đó, những người này họ sẽ sống trong cái đau khổ, à, rồi mà nếu mà cầu được ước thấy thì đâu có ai đau khổ, à, nhưng mà những cái điều mà mình mong cầu thì nó không tới, những cái điều mà mình ước muốn nó không tới, những cái điều mà mình không tầm cầu, mình không ước muốn, đôi khi nó lại đến một cách bất ngờ, à, cho nên sao khi mà tầm cầu mong muốn ước muốn mà không được á, thì bắt đầu sao, à bắt đầu sân hận bực bội, à, tại sao mà nó được mà sao tôi không được, à, tại sao nó là luôn luôn nó làm được cái nào nó cũng trúng đậm ấy, còn tôi làm hoài mà sao tôi thất bại hoài, ha, đó bắt đầu sao sinh ra cái sân hận, rồi gì lấy quán để mà trả những cái sân hận của mình, à, cho nên sao mới có những cái vụ sự kiện, không? Quý vị thấy á, mấy ông quan tòa đó làm việc coi như là không có ngừng nghỉ, sự kiện luôn 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 từ những cái tòa án, à, ở tỉnh, ở huyện, đến những cái tòa án mà cao cấp, à, mà ổng làm việc không có ngừng nghỉ. Bởi vì sao? Cái tâm tánh của chúng sanh á, nó cứ mong cầu, à, nó tầm cầu những cái dục lạc, tiền của, tài sản, à, để thỏa mãn ở cái thế gian. Mà khi mà cái những cái tầm cầu, những cái ước muốn mà nó không đạt được, thì bắt đầu nó đâm ra nó oán hận, à, oán hận thì sao, oan trái nó xảy ra, đúng không, à, hàng ngày, à, phải sự kiện 3 vụ mà ly hôn, à, hồi đó thì còn trẻ, rồi cái bắt đầu kết hôn nhau xong rồi sống cái bắt đầu hợp, không hợp quanh lộn quanh lào kia nọ ly dị, à, rồi, à, rồi á, có thậm chí có những cái trường hợp ly dị rồi nhưng mà còn ghen tuông, rồi xảy ra án mạng nữa chứ, thấy không, à, đủ thứ chuyện hết. Rồi á, cái người mà giàu có, ha, những cái công ty lớn rồi cái nọ sao, à, bắt đầu lừa đảo, à, mà cũng những cái phải công nhận cái những cái người đó họ cũng có trình độ chứ, à, xin, mới coi á, cái cô đó cũng khoảng năm mấy gì đó mà cổ lập cái công ty ma này đó mà lừa gạt người ta tới 560 tỷ, à, thì thấy không, à, bề ngoài là ở mua biệt thự rồi ở đi xe sang rồi ha, đủ thứ chuyện hết. Rồi cái bắt đầu kêu gọi người ta hùng tiền vô để, à, lập công ty, à, xuất khẩu này kia nọ, à, rồi cái người ta thấy cái bề ngoài rồi kia nọ mở cũng hoành tráng ha, ở biệt thự rồi cái cơ ngơi rồi kia nọ cũng dữ dằn lắm ha, bắt đầu, à, đổ xô vô đầu tư đâu cũng thấy, tới chừng là
rốt cuộc tiền của đi tốt lốt hết. Tại sao? Bây giờ á, hồi đó là ở biệt thự, đi xe sang ha, để lấy cái tiền của người ta sống mà trang trải về những cái tiện nghi vật chất đời sống của mình cho nó phủ phê ha. Thì giờ sao? Thì phải giờ phải chịu vào tù. Mà bây giờ tiền của tiêu ma phung phí hết rồi, đâu có điều kiện để mà trả lại cho người ta ha. Rồi bây giờ ở tù, tài sản nhà cửa đồ tiêu hết mà còn không có đủ để mà trả nợ cho người khác nữa, có phải khổ không ha. Thành ra đó, thành ra chúng ta trong đời sống mà chúng ta biết tri túc, chúng ta biết chấp nhận về cái phước của mình, cái điều kiện khả năng của mình, chúng ta sống một cái đời sống an ổn, chúng ta sẽ tránh được những cái quan trái, những cái nợ nặng. Đức Phật nói khi mà chúng ta biết sống tri túc an ổn thì sao? Chúng ta sẽ được hạnh phúc, hạnh phúc không nợ nặng. Khi mà ta biết sử dụng cái tài sản phát sinh một cách hợp pháp, bằng chính công sức, bằng tài năng trí tuệ của mình, thì mình sẽ được an ổn. Còn những người mà họ tầm cầu những cái dục lạc ở thế gian, thì sẽ đem đến những cái hậu quả khổ đau khôn lường. Nó mua bài giá, chẳng biết là đạo tràng còn nghe âm thanh sư rõ hơn không ạ? Dạ xin quý vị quan hỷ. Dạ, cảm ơn Pháp Nguồn Lào Cai. Tự nhiên cái màn hình nó đứng im, nó không có cái gì hết, sư sợ là nó bị rớt mạng. Dạ cảm ơn quý vị. Dạ. Đó, thành ra đó, chúng ta sống mà có đôi lúc mình ở trong cái điều kiện không có được an ổn, không có được tiện nghi nhiều lắm nha. Nhưng mà cái tâm của chúng ta đó nó bình yên, thanh thản, cái đời sống tinh thần của chúng ta nó được thoải mái thì chúng ta hạnh phúc. Còn những người mà ở nhà cao cửa rộng, đi xe sang, rồi trang sức là những cái đồ mà cao quý, thấy không? Chưa chắc là họ sung sướng đâu ha. Cho nên là chúng ta hiểu như vậy đó. Chính vì chúng sanh mê muội đuổi bám theo những cái trần cảnh bên ngoài ha, thì sẽ khổ đau. Theo kinh quý vị thấy rằng cái đoạn thứ tư đó, Đức Phật nói sao? Loài người bị đắm say trong tài sản, trong dục, họ tham lam điên dại trong các dục ở đời. Mà khi mà cái tham muốn, cái phiền não nó lấn át, nó tràn ngập ở trong nội tâm đi, làm sao mà họ ý thức được rõ ràng? Lúc đó cái tâm tư của họ đó là tràn ngập những cái tham dục ở trong tâm không à. Cho nên nó là họ say mê, họ tắm nhiễm, rồi họ quay cuồng, họ tầm cầu để thỏa mãn các cái dục nha. Thì sao? Như những con thú như những con cá, phải không? Người ta khi mà ta đặt những cái bẫy á, để sao? Và có những cái mồi, những cái mồi rất là hấp dẫn ha. Tùy theo từng loại á, mà những cái người thợ á, những người ngư dân, người thợ rừng rồi đó kia, họ có những cái mồi để nhử nha. Ví dụ giống như mà ở rừng người ta muốn bắt mấy con khỉ thì sao? Ta kiếm mấy nải chuối chín vàng để đó ha. Còn mà mấy cái bẫy, mấy cái lợp, mấy cái mà ấy ở dưới sông thì sao? Ta làm những cái mồi rất là ngon, hấp dẫn mấy anh tôm, cua, cá rồi kia nữa. Thì lúc đó
cái con khỉ thì nó chỉ thấy là cái nải chuối chín quá ngon đi, mà nó không thấy được cái nguy hại. Ha, thò tay vô, thò dài vô lấy trái chuối, nhưng mà một khi mà nắm trái chuối rồi đó thì đâu có rút tay ra được. Ha, à đó, rồi vì tham muốn ăn cái trái chuối chín, à thơm quá ngon quá, à mà tới chừng mà cái người mà rừng nó đến nó bắt á, mà nó cũng không chịu buông ra nữa, chết chứ không có buông. À rồi mấy con lươn, con cá rồi đó, nó chỉ thấy được cái mồi ngon ở trong đó mà nó hấp dẫn rồi, mà không thấy được cái hôm khi mà chui vô được, nhưng mà chui ra không được. À thì sao, thì bị cái người cư dân người ta bắt đem về ta bán, ta làm thịt. Đó, thành ra cái người trí à, chúng ta phải thoát ra nha. Mình phải thấy cái nguy hại của cặc dục ở trong đời sống. À, Đức Phật mới nói là gì, ở trong đời sống này cái nguy hại của cái vị ngọt của các cái dục nó rất là tai hại nha. Mặc dù á là nó đem đến những cái thỏa mãn các căn ha, một giây phút nào đó, nhưng mà cái hậu quả về sau á nó rất là tai hại lâu dài nha. Cho nên chúng ta phải ngược trí tuệ Đức Phật, bây giờ mình phải từng bước mình phải tránh xa ly dục, ly rời xa những cái tầm cầu tham muốn trong tâm cái dục lạc của thế gian ha. Mà khi mà chúng ta thực hành cái pháp mà ly dục rồi đó, thì nó sẽ đem đến những cái lợi ích tốt đẹp. Thì trong kinh quý vị thấy rằng đó, cái vị hành giả mà muốn thực hành thiền định đó, thì sao, đầu tiên là phải gì? Ly dục, ly các ác bất thiện pháp. À, thì khi mà cái vị hành giả mà từ bỏ những cái tham muốn trầm cảnh của thế gian, à thì cái tâm nó gì, nó mới lắng dịu, à, nó lắng dịu đi, rồi sao phải phát triển cái giới, à làm cái nền tảng, nha. À cái ly dục và cái dục trần á, ở trong cái đắm nhiễm trong thế gian này giống như là cỏ dại. Bây giờ mình muốn trồng những cái loại hoa đẹp thì trước hết là sao, mình phải nhổ hết, mình làm sạch hết những cái cỏ dại đó ở trong cái khoảnh đất đó. Ha, đó rồi khi mà mình nhổ hết những cái cỏ dại đó, đất nó chai cứng làm sao mình trồng được. À thì sau khi mà mình nhổ sạch hết cỏ dại đó rồi, sao mình phải xới lên, à cuốc xới lên, à để cho đất nó tơi nó xốp. Tại sao, nếu mà mình chỉ nhổ cỏ dại rồi mình cuốc đất cho tơi xốp lên thì mới có ly dục nha, rồi phát triển về cái giới. Tại sao bây giờ mình phải muốn có một cái vườn hoa đẹp thì mới lựa chọn những cái giống hoa như thế nào đó để mình đem vô mình trồng. À thì khi mà mình thực hành như vậy, mình mới đem đến cái lợi ích tốt đẹp, à mình mới có một cái vườn hoa, à những cái lọ hoa có hương có sắc, à nó được tốt đẹp đó. Thành ra khi mà chúng ta có trí tuệ, chúng ta hiểu biết thì sao, à cái điều tiên quyết hết là mình phải tránh xa những cái gì dục lạc của thế gian, những cái suy nghĩ để tầm cầu các cái dục lạc của thế gian ha, từ những cái việc ăn uống rồi trang sức rồi những cái tiện nghi vật chất trong cái đời sống ha. Quý vị thấy rằng bây giờ là nó trong đời sống này, nó mới 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 hoài
mới bữa nay là cái quần áo, cái trang phục kiểu này, thì vài bữa là bắt đầu có những cái show diễn thời trang khác nữa ha. À, rồi là cái xe hơi là mới ra kiểu này, cái iPhone mới ra kiểu này, bây giờ nó ra kiểu khác nữa, khác nữa, khác nữa. À, nó cứ cuốn hút mình chạy theo nó. À, nếu mà mình cứ tham đắm vô thì mình sẽ khổ. À, rồi những cái món ăn á, phải đầy đủ những cái gia vị ha, rồi là phải bài trí theo cái cách này ha, nó vừa cái thấy, rồi cái ngửi, cái nếm nữa, nó kích thích, nó kích thích con mắt, nó kích thích cái tỷ, cái mùi vị, nó kích thích cái mũi của mình. À, tại sao? À, món ăn phải bài trí cho đẹp kia nọ, rồi đâu, nhưng mà bài trí cho đẹp như thế rồi hồi nó vô khỏi cái cổ á, nó còn đẹp nữa không? À, mình ăn thì phải món khai vị, rồi món chánh, rồi cuối cùng là tráng miệng, rồi là những cái nước rồi giải khát cái này kia. À, phải từng tự rồi nha. Chứ còn mà nếu mình vô mình ăn mà không theo cái trình tự, người ta cười, ta nói mình là dân nhà quê không biết cái gì hết. À, ăn là phải món khai vị trước, món kế, món này, món kia, món nọ, rồi cái món này là phải chấm với cái nước chấm này. À, chứ không phải mà chấm lộn xộn được nha. Rồi là bài trí thế này thế khác nha. Nhưng mà vô cổng là nó có sắp xếp là món khai vị thì phải đi trước, rồi món ngăn như món kia nó nằm sắp lớp sớm không có vô đóng, nó là cái máy xay mà nó lộn xộn hết tất cả đó. Nếu mà có một cái trường hợp nào đó mà nó không có hợp, nó đòi đi ra ngoài trở lại á, thì quý vị thấy nó có tuần tự không? Cái nào mà đi vô trước thì phải ra trước, cái nào vô sau thì ra sau, nó không có. Lúc đó là nó nôn ra là nó một cái bã lộn xộn hết. Nha. Hoặc là khi mà mình đi vệ sinh á, ngày sau mình đi có cái nào mà nó đi theo từng tự, cái trước cái sau, cái nào theo cái đó không? Có không? Nhưng mà tại vì sao? Tại vì á, chúng ta sống cầu kỳ, phải như thế này, phải như thế kia, phải như thế nọ, để thỏa mãn các cái dục lạc, thỏa mãn các căn của mình. Chứ sự thật ra là ở đời không có gì hết. Quý vị thấy mấy ông sư bận cái mô đen cũ nhất cách nay 2600 năm cũng vậy. Cũng có ba lá y nội, y già trái, y cái y thượng hay là tầng già lề. Thì sao? Thì cũng sống vậy thôi. Còn bây giờ mấy ông đại gia là phải công lê bộ này, bộ kia, bộ nọ, rồi cravat, rồi với nịt, rồi dài, rồi kia nọ. Mấy bà thì thôi. Quý vị thấy là có những người có hàng trăm cái áo dài, hàng trăm những cái bộ trang phục. Mấy người nào đó họ bận những cái bộ áo dài, họ bận thế là coi như suốt cả tháng là không có trở lại đâu nha. Để làm gì vậy? Chẳng qua là quần áo thì để che thân, để tránh sự lõa lồ, sự khó nhìn nha. Chứ đâu phải là nó là cái quyết định trong cái đời sống đó. Nhưng mà vì cái tâm mình muốn thỏa mãn, cứ đi vô là thấy có giải đẹp là muốn mày, thấy những cái trang phục mới ra là muốn sắm, thấy khuyến mãi và cái dài dớ rồi cái hả, nhu cầu mình thì mỗi ngày mang đôi thôi,
Đó. Nhưng mà bây giờ nó khuyết mãi, mua đôi tặng đôi, rồi ở nhà lũ cũ là mình cũng mua thêm, à, mua đôi tặng đôi, à, mua thêm nữa về chắc lũ cũ mà sử dụng hết. Nhưng mà tại cái tâm tham, cái tâm mà tầm cầu cái tham dục ở thế gian này đó, nó không có thỏa mãn. À, bữa nay ra kiểu này, ngày mai ra kiểu khác, rồi cứ chạy theo trần cảnh ngoài thì như vậy nó sẽ khổ. À, rồi trong đời sống cũng vậy đó nha. À, khi mà chúng ta là làm bạn với những người mà cái đời sống họ mà quá quá dính mắc tầm cầu vào cái dục lạc của thế gian thì coi chừng. À, thì coi chừng có nhiều khi cái người này cái tánh họ cũng tốt, lúc đầu cũng tốt, nhưng mà bây giờ á, vì cái tầm cầu về cái dục lạc thế gian cho nên nó có những lúc họ cái phiền não nó quá lớn, nó lấn át cái lý trí, cho nên sao họ sẵn sàng họ phản bội, à, họ bám đứng rồi, à, để mà họ đạt được cái dục lạc mà họ mong muốn, ha. Đó thì khi mà mình bị bạn bè mà nó chơi xỏ mình, nó muốn gì cái tham muốn nó quá lớn, à, nó muốn lấn át, à, để nó đưa mình, nó hại mình, tại sao thì bắt đầu sao, à, bắt đầu sân hận, rồi sao quán thù quan trái nó chồng chất. Cho nên là chúng ta biết, à, đối với những cái người mà bạn bè thân bằng quyến thuộc của mình ấy, mà những người mà họ có cái tầm cầu về cái dục lạc thế gian mà mạnh mẽ quá, mình phải coi chừng, à, mình phải phòng thủ trước những cái chiêu trò của họ, à, đó, à, à. Mình bây giờ mình thấy là người ta bạn bè thân mình nhà cao cửa rộng rồi kia, biệt thự rồi hoành tráng ha, à, biệt phủ rồi đi xe sang tỷ 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 rồi ha, đó, rồi người ta mở ra những công ty rồi kia nữa, thì sao, à, rủ bạn bè thân bằng quyến thuộc rồi hụt vô, à, bây giờ mở công ty thì làm những cái vật hàng hóa xuất khẩu rồi có lợi dữ lắm nha, đó, đem tiền của đồ hùng vô đó, ai về đâu, nó lấy nó đi chơi, nó đi du lịch à, thế giới này kia nọ, bên Tây, bên Mỹ, bên Tàu rồi kia rồi đủ thứ, à, mình tưởng đâu mình đầu tư vô đó để có tiền của bao nhiêu tiền mình cũng đổ vô xong rồi sao, đã bắt đầu tới chừng bể ra, tiêu tan hết sự nghiệp. Bây giờ còn nhiều khi có nhiều người đầu tư vô cái vốn liếng của mình thôi, còn đi dai đầu này, dai đầu nọ, thấy dễ ăn quá mà, nha, thấy dễ ăn quá, đó, bắt đầu đầu tư vô, tới chừng mà tài sản mất hết, rồi bây giờ nợ nần tứ dân, à, người, bây giờ á, mình đầu tư vô đó, tiêu hết rồi, rồi, nợ mình không đòi được, nhưng mà chủ nợ thì cứ đến đòi mình, còn phải khổ không? Đó, thành ra đối với những mà chúng sanh mà chúng ta thấy họ tầm cầu quá mức, ha, thì mình phải coi chừng, ha, họ đưa ra những cái mức lãi rất là cao, rất là hấp dẫn, ha, đó, gì ba cái vụ mà tiền ảo, tiền yếm gì là rồi hàng đa cấp, đa tiết gì trên đó, đủ thứ chuyện hết, làm giàu rất là dễ, đầu tư vô á là mấy chục đô mà bắt đầu mỗi ngày là lãnh lợi là cả trăm đô, à, dễ có tiền quá, cho nên ai cũng vì cái miếng mồi ha, cái miếng mồi giống như con vật vậy đó, ha, thợ rừng để cái ổ chín, à, cái chuối chín, cái mùi thơm rồi kia nọ, cái nhìn cái ổ chín, cái chú chín nó hấp dẫn con khỉ quá, nha, bắt đầu thò tay vô, nhưng mà
không có thấy rằng khi mà thò vô thì được, nhưng mà rút ra không được. À, đó, thì cũng vậy. À, nó đưa ra cái bức lời rất là hấp dẫn. À, rồi lúc đầu á là nó cũng nhữ mà. Lúc đầu mình đầu tư vô á, thì thấy lợi rõ ràng, nhưng mà không biết cái chiêu trò nó. À, bắt đầu lấy hết tiền của đổ vô, rồi rủ bạn bè thân bằng quyến thuộc đổ vô, rồi bắt đầu chạy đầu này chạy đầu kia vay tiền đổ vô nữa, tới chừng xong cái bắt đầu nó thấy bây giờ là cái số tiền lớn. À, rồi nó cất gió, nó trốn mất. À, bây giờ lợi nhà nó thì nó đi đâu mất tiêu rồi, nhà cửa biệt thự rồi gì nó cũng bán hết rồi, giờ là chủ khác rồi, tới chừng mà mình lại là chỉ còn nước rồi. Bây giờ đau khổ sân hận muốn tự sát chết, là có khổ không? Đó, cho nên là trong cái thế gian này để tránh những cái đi đến mà những cái tòa án ha, những cái sự kiện đồ thế khác, thì chúng ta phải sống với trí tuệ. À, chúng ta tránh xa những cái người mà họ mà tầm cầu cái dục lạc cái thế gian ha. Đó, và chúng ta biết sống tri túc, an ổn với cái điều kiện mình có, thôi kệ. Mình làm lao động cực khổ nhưng mà có được 5-3 đồng thì mình xài 1-2 đồng, 1-2 đồng mình đi đập phước, cúng tầm bảo, mình giúp đỡ người bần cùng neo đơn gì đó ha. Còn 1 đồng mình phòng hộ, ngày mai lỡ có bệnh hoạn gì đó mình còn 1 đồng để mình mua thuốc mình uống ha. Mình sống tri túc vậy mà mình thấy an ổn, mình tránh xa những cái khổ đau sau này. Còn những người mà họ cứ chạy theo tầm cầu dục lạc thế gian không có biết đủ ha, thì gì? Họ chính là những cái loài ngạ quỷ ngay trong cái đời sống hiện tại này đó ha. Rồi họ bám đuổi theo trần cảnh, thỏa mãn dục lạc các căn ha. Để rồi gì? Để rồi sau khi mà tạo tác những cái ác nghiệp, những bị gì cái tham muốn quá mức rồi đó, thì họ không có từ một cái bất thiện nào mà không làm nha. Đó, cho nên là chính nó là cái gì? Nó là cái để đem đến những cái nhân xấu, đem đến cái hậu quả khổ đau. Đó, cho nên á, trong bài kinh 7 mồi thì Đức Phật đã cảnh tỉnh rồi. Đã cảnh tỉnh hàng cư sĩ cũng như cái vị xuất gia. Khi mà mình sống trong cái khu rừng của mình, mình sẽ an ổn. Cái khu rừng của cái người cư sĩ là những cái bổn phận bố thí, trì giới, tu tiến, là thập hạnh phúc, thập thiện nghiệp. Còn cái bổn phận của cái vị tỳ kheo, của vị xuất gia, thì cái nơi mà thường trú của mình là giới định tuệ. Đó là cái nơi mà để cho mình an ổn. Bây giờ nếu mà mình vượt ra khỏi cái khu rừng của mình ha, mình quên đi cái trú xứ an ổn của mình, mình chạy theo tầm cầu dục lạc trần cảnh bên ngoài, sắc thinh vị xúc địa vị tiền tài ha, rồi sao thì mình sẽ xa vào cái 7 mồi của ma dương. Rồi khi đó rồi sao bị cái sự kiện khi mà mình chạy đuổi theo trần cảnh, có nhiều khi mình bị sụp bẫy. Mình sụp bẫy thì bắt đầu sao, thì bắt đầu ra tòa án sự kiện, thì lúc đó khổ đau ăn năn hối hận là cũng muộn màng rồi. Mà cái sự kiện đó là chỉ là cái hiện tại ở thế gian này, nhưng mà những cái chủng tử bất thiện, những cái bất thiện mà mình đã gieo trồng, nó sẽ còn đeo đẳng, nó còn cho những cái hậu quả
khổ đau khốc liệt trong nhiều nhiều kiếp sống nữa. À, cho nên á, với trí tuệ chúng ta sẽ sớm thoát ra những cái tầm cầu dục lạc của thế gian. Chúng ta biết sống an ổn tri túc, một cái đời sống an tịnh thì sẽ được tốt đẹp. Còn những chúng sanh nào mà cố gắng bám đuổi tầm cầu những cái dục lạc của thế gian, đắm nhiễm trong những cái tham dục thì sẽ hậu quả khổ đau, sẽ đi đến những cái tòa án của thế gian và sẽ đi đến khổ cảnh trong những kiếp sống tương lai. Thì qua cái Phật Chánh Kinh, qua sự tìm hiểu cũng có đôi điều chia sẻ với quý vị. Với phước báo này kính cầu mong chư tôn đức có thể có nghe, chúc tất cả quý tu nữ, quý Phật tử có nhiều khỏe an vui, có thêm những cái hiểu biết trong cầu Phật ngôn để chúng ta thực hành áp dụng vào đời sống, đem đến một cái đời sống an lạc tốt đẹp và nỗ lực thực hành các cái thiện pháp. Giới phước báo này kính cầu mong tất cả chư tôn đức có thể chúc tất cả quý vị nhiều sức khỏe an vui, cầu mong chư thiên quan hỷ với phước báo, cầu mong tất cả chúng sanh sớm thoát khỏi những khổ đau tật bệnh, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Và bây giờ xin cục chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị cùng thảo luận chia sẻ về cái đề tài bài học ngày hôm nay. Xin mời đạo tràng Nam Mô Bổn Thầy giá. Dạ, Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sanghaya. Dạ, chúng con kính tri ân Thượng tọa Pháp Thanh đã từ bi thuyết giảng chánh kinh cho đạo tràng chúng con ngày hôm nay ạ. Dạ, con xin mời bàn tay của đạo tràng, có ai có câu hỏi về bài học ngày hôm nay thì xin kính mời đạo tràng có bàn tay ạ. Dạ, con xin phép được xuống mic ạ. Mời quý đạo hữu ạ. Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Tha Giá. Dạ, con kính đảnh lễ sư trí đức, kính đảnh lễ quý sư Pháp Thanh, kính đảnh lễ quý sư, kính lễ cô tu nữ Như Pháp, kính lễ quý cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Và thưa sư, bài học ngày hôm nay sư vừa giảng con rất là thích thú và rất là bổ ích cho chính con trong cái cuộc sống đời thường hàng ngày. Thưa sư, vậy như là sư đã nói thì có lẽ là phiền não là do tham sân si thúc đẩy con người ta tạo ra nhiều cái phiền não, và từ những cái phiền não đó thì nhiều khi chúng ta sẽ tầm cầu và làm những điều không đúng cái mục đích của chúng ta, và nhiều khi là chúng ta không hiểu ra việc mà đưa đến cho ta đều là cái pháp để giúp chúng ta thấy nhận chân ra được cái sự thật và thấy rõ nó xuất phát từ đâu. Có phải là khi mà con người không có sự suy tư về những cái việc đến với mình, về những cái sự việc xảy ra cho mình, thì người ta sẽ không thấy rõ cái bản chất thật của cuộc sống mà phải không thưa sư? Vì vậy để mà giúp cho con mọi người được hiểu rõ, thấu suốt những cái sự thật của những pháp nó xảy ra đối với con người thì mình phải làm như thế nào?
Thưa sư, dạ con kính thỉnh sư giải đáp thắc mắc cho con ạ. Nam mô Bụt Thầy giả, Nam mô Tham Mà giả, Nam mô Sang Khai giả. Thì quý vị thấy rằng á, bây giờ á, ở ngoài đời á, là gì? Nó đủ mọi chiêu trò, ha, đủ mọi chiêu trò để mà nó kích thích cái ngũ căn của chúng ta, ha, nào là cảnh đẹp, ha, khả hỷ khả lạc, rồi những cái mùi hương, à, rồi là những cái xúc chạm, rồi kia nọ, đủ thứ chuyện hết, ha, giống như tôi nói vậy đó, cái thức ăn nó bài trí là phải trang trí cho đẹp, cái phải như thế này, phải như thế kia, à, nó thu hút cái gì, cái nhãn căn, cái tỷ căn, à, cái thiệt căn rồi kia nọ hết. À, đó mà mình cứ chạy theo cái trần cảnh bên ngoài để thỏa mãn các căn thì mình sẽ khổ đau, không? Đó, thành ra đó đời sống chúng ta phải thấy, à, khi mà chúng ta chạy theo trần cảnh tầm cầu cái dục lạc của thế gian thì sẽ khổ đau, à, mình biết dừng lại, biết tri túc thì mình sẽ an ổn. Đó. Thì quý vị nhớ là trong cái thập nhị nhân duyên đó, à, vô minh duyên hành, à, vô minh duyên hành thì hành sẽ duyên cái thức. À, đó. Bây giờ á, khi mà si mê tham đắm trong dục lạc, à, thì sao? Mình sẽ hành động, nói năng, suy nghĩ về bất thiện không? À, mà khi mà vô minh có mặt thì trí tuệ đâu mà biết được những cái hậu quả, giống như cái con khỉ, giống như con cua, con ốc, con lươn rồi nó kia nọ đó, nó chỉ thấy có cái mùi của cái mồi không à, mà nó không thấy cái bẫy, à, cho nên là mới dính mắt, à, mới bị xa vào cái bẫy rập của thợ săn, của những cái người mà ngư dân, thấy không? Đó. À, còn mà nếu mà chúng ta mà có trí tuệ, mình phải thấy, à, cái bẫy trước, mình đừng có dính vô, mình đừng có tham dính vô cái mùi hương của cái trái ổi chín, mình đừng có thấy cái trái chuối chín vàng ươm, à, nó ngon ngọt, à, mà mình phải thấy cái điều nguy hiểm của cái bẫy rập, không? À, người ta, à, dùng những cái miếng thịt nướng thiệt thơm, ha, những cái thức ăn ngon người ta để trong cái bẫy, chính vì con chuột nó thấy cái miếng mồi không mà nó không có thấy cái sự nguy hiểm của cái bẫy, cho nên là ảnh mới mon men lợi để tính là tha cái miếng thịt cái nọ miếng mà mồi để trong cái bẫy, là sao ảnh bị sập bẫy, à, lúc đó dùng dãy khóc la khổ đào thì cũng muộn màng rồi, không? Thành ra đó luôn luôn á, quý vị thấy là Hoài Dương rất hay, à, Đức Phật đã dạy rồi, những chúng sanh nào mà tham đắm những cái đối tượng nào đó thì nó sẽ cho những cái mồi mà đúng với cái chúng sanh đó thì mấy chúng sanh nó mới bị dính mắt, ha. Cái người mà tham đắm trong cái địa vị, à, thì nó sẽ cho những cái miếng mồi phù hợp, à, những người mà tham đắm trong cái dục lạc sắc ái, à, à, trong cái tình dục rồi đó thì sẽ gặp những cái đối tượng phù hợp, à, khả hỷ khả lạc,
nè, để gì? Để mới dính bẫy được. Hả? À, cái người mà muốn thỏa mãn về cái vị giác phải ăn những món ăn như thế này, thế này, phải có những cái điều kiện đó, là các cái gì đó phù hợp như thế này, thế này ăn mới ngon đó. Chứ còn thiếu một cái các cái gia vị đó, ăn nó cũng ngon, ăn vậy mới gì à, phải chạy đi kiếm nào là thì thức ăn thế này thế kia, phải ướp như thế này thế này, nấu nướng như thế này nó mới ngon à, phải khổ không à, đó. Thành ra đó, thành ra đó, chúng ta phải thoát ra từ những cái nhỏ nhặt nhất à, thôi kệ nó, giờ có thiếu một chút gia vị, thiếu chút tiêu, không có hành, nhưng mà không thấy nó có quan trọng đó. Đó, bây giờ mình ăn đâu phải gì vì có những cái gia vị này mình mới ăn được à, đó. Thành ra đó, chúng ta phải thoát ra những cái nhỏ nhặt trước à. Bây giờ quần áo là để che thân à, thôi bây giờ đó, có 3-4 bộ để thay đổi là được rồi, có 1-2 bộ để khi nào có tiệc tùng rồi kia nọ mình đi là được rồi à. Đừng có mà tầm cầu sắm thôi lũ phủ lên trên à, rồi mang nợ mang nặng à, phải khổ không à, cho nên á, chúng ta phải thoát ra à, phải ly dục, giảm thiểu bớt trong cái thỏa mãn các căn à, kệ có gì ăn nấy, kệ cái chõng tre nó hơi cứng cứng vậy chứ mà nó kín đáo ấm áp, có chỗ để mình nghỉ ngơi mình ngã lưng là tốt rồi à, đừng có đòi hỏi phải có giường nệm rồi phải có quạt máy, có máy lạnh thế này thế khác à, à, rồi cái bắt đầu đuổi bám theo rồi bắt đầu mang nợ mang nặng khổ nha à, đó à, sống cái máy lạnh thì nó không bao nhiêu, nhưng mà lúc mình trả tiền điện á thì lúc đó mới khổ á, tháng nào cũng cả 1-2 triệu hoặc tiền điện thì lúc đó mà chết giấc luôn à, cho nên là để nó ví dụ như buổi trưa nó nóng 1-2 tiếng đồng hồ ha, rồi thì nó cũng mát trở lại, nó cũng dịu trở lại chứ đâu phải mà nó nóng hoài hoài đó. Mà thậm chí cái thời gian mà những cái người dân nó bên Miến Điện á, là quý vị biết là cái thời điểm này ở bên là cực điểm, trời nóng, nó nóng dã man từ 7 giờ sáng mà cho tới khoảng 1-2 giờ đêm, nó nóng hầm hập giống như là cái lò mà ta cũng sống tỉnh bơ à, ta cũng sinh hoạt bình thường, ta không có kêu ca gì hết. Còn mình đi qua trời nóng quá sao mà tu nổi, chạy về Việt Nam, chạy về Việt Nam mà cái bắt đầu trời ở Việt Nam phiền não quá đúng được, chạy qua Miến Điện à, cứ chạy qua chạy lại hoài đó. Bây giờ mình đã muốn tu thì sao, qua rồi dù cho nóng cỡ nào mình cũng ráng cố gắng, ta sống được, mình sống được đó. Lạnh cỡ nào mình cũng chịu đựng được, ta hành được, mình hành được. Thôi lạnh quá, hôm nay lạnh quá thôi không lên trường thiền, ở dưới cơ dưới phòng hành cho nó ấm ha. Đó, thành ra rồi cái pháp hành của mình nó đâu có kinh nghiệm được ha. Bất cứ trong cái hoàn cảnh nào nếu mà chúng ta vượt qua được mới là tu ha. Mình sửa cái gì, sửa tâm phiền não, sửa cái tâm mà tầm cầu những cái dục lạc của thế gian, chứ không phải mà chờ chừng nào mà ấm áp mà mùa xuân ấm áp mà tu, mùa hè nóng quá không có tu, mùa đông lạnh quá không tu à, thì chờ tới mùa xuân nhưng mà chưa tới mùa xuân rồi là cái thọ mạng mình nó hết rồi sao à, rồi tới mùa xuân mà lúc đó mình đổ bệnh vô trong bệnh viện
lúc đó mình nằm ở trong bệnh viện rồi truyền nước biển rồi chạy máy FO rồi gì lung tung đó, là sao lúc đó là sao tu? Bây giờ mùa hè này mà có điều kiện mình tu được vẫn tu, mùa đông lạnh mình cũng tu được đó, để mình sửa đi, sửa những cái dính mắc vào cái tiện nghi điều kiện thời tiết thế này thì khác. À, thành ra đó, thành ra chúng ta sửa từ trong cái nội tâm chúng ta, chúng ta chấp nhận cái điều kiện hoàn cảnh, cái thời tiết ở bên ngoài. Đừng bao giờ chúng ta biểu hoàn cảnh phải như thế này, như thế kia, phải thích hợp với mình. À, mà mình phải chuyển đổi cái tâm của mình, chấp nhận với cái điều kiện hoàn cảnh hiện có thì chúng ta sẽ an ổn. À, còn nếu mà chúng ta cứ tầm cầu đứng núi này trong núi nọ, à, ở đây tu có được, mới chạy lên thẳng á, mới tu được, rồi chạy lên đó, trời ơi tưởng sao, hồi nãy mình đứng lên này mình nhìn thấy lần này nó đẹp đẽ quá, ai về tới đây à, gì đâu mà sỏi đá khô cả nước nôi cũng có, thôi ở đây tu được, chạy lên kia, à, thì cái sao, mình cứ chạy lanh quanh hoài, à, còn bây giờ đấy à, kể ở đây nó mặc dù điều kiện nó không có đầy đủ nhưng mà ở đây nó yên tĩnh, à, để chúng ta có thể tu tập được, mình chấp nhận cái điều kiện hoàn cảnh đó mình tu, à, thì mình sẽ được lợi ích. Cái còn mà chúng ta cứ chạy vòng vòng hoài, à, à, hồi mình ở thế gian còn là người cư sĩ, à, nói, ô đời sống cư sĩ bận rộn quá, à, thực hành không có gì được hết, tu tập không gì được hết, rồi em xuất gia, xuất gia vô nhưng mà bận rộn đủ thứ chuyện hết, à, rồi cái thời gian mà để mà thực hành giáo pháp không có, à, à, ở thế gian thì bận rộn vào con cháu tài sản thế này thế kia, rồi vô á, à, xuất gia rồi bổn phận là phải à, phụng sự tam bảo rồi trai tăng cầu an cầu siêu đun su bu tối ngày, à, à, cũng không tu được. Cho nên á chúng ta phải biết, à, chúng ta đang ở cái hoàn cảnh nào, những cái điều kiện hiện có của mình như thế nào, rồi mình chấp nhận, à, mình sống để mình cố gắng nỗ lực tu tập, à, dù cho ở đó đó những cái điều kiện nó không có được an ổn tốt đẹp nhưng mà mình có thể tu tập được, phát triển được các thiện pháp thì những chỗ đó mình nên ở. Cho nên á, trong cái 38 điều hạnh phúc á, mà cái câu mà ở trong nước nên ở, Ngài Hòa Thượng Pháp Lạc nó không phải là ở bên Tây, bên Mỹ, à, vật chất đầy đủ, tiện nghi đầy đủ mà nên ở. Thấy không? Còn như khổ như ở bên Miến Điện rồi đó, mà không phải là chỗ nên ở. Cái chỗ nào mà chúng ta phát triển được thiện pháp, chúng ta tu tập, à, phát triển dung bồi trí tuệ đem đến giải thoát, thì cái chỗ đó là cái chỗ nên ở, cái điều kiện tốt đẹp để chúng ta nâng cao được cái trí tuệ, cái đời sống của mình, à, là cái chỗ nên ở. Còn bây giờ cái chỗ tiền của nó đầy kho nhưng mà phiền não tràn ngập, à, à, tầm cầu tỷ rồi sao, tham sân si, à, nó búa dây nó đeo bám hàng ngày, thì như vậy ở trong cái nội tâm mà nó tràn ngập những cái phiền não đó, giống như chúng ta ở trong khổ cảnh. Nó còn mặc dù ở nhà tranh vách đất cốc liêu thì nó không có tiện nghi lắm nhưng nó cũng tạm an ổn, à, cái nội tâm quân bình, trí tuệ chúng ta sáng suốt, chúng ta có điều kiện để ung đúc, để dung bồi cái sự tu tập của mình, để phát triển những cái kinh nghiệm trong đời sống, để thấy được cái tính chất
của giải pháp, à, thấu triệt được bản chất của vô thường, khổ, vô ngã, à, để đi đến những cái kinh nghiệm quý báu. Thì như vậy, cái chỗ đó là cái chỗ mà đáng nên ở. À, thì cô giải thích cái thắc mắc của cô Hồng Mai. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe, an vui, năm mới quý thầy. Dạ, con kính tri ân sư đã giải đáp thắc mắc cho con ạ. Dạ, xin mời cô Tuệ Duyên ạ. Dạ, sa thú lần này. Dạ, cảm ơn Hồng Mai. Nam mô Bức Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ Tôn Đức, kính lễ Ngài Trí Đức, Ngài Pháp Thanh, Sư Phước Sang, và kính lễ quý cô tu nữ, cô Như Pháp và cô Phúc Hạnh. Và kính chào tất cả quý thiền nam tín nữ. Xin sám hối nãy giờ con bận, bây giờ con mới chạy vào thì con thấy Pháp Môn Lào Cai. Con kính mời bàn tay của đạo tràng. Qua hồi nãy con có vào thì con có nghe thì Ngài có giảng về những cái người mà họ đang lâm vào cái cảnh gọi là mê tiền. Thì con có hai vợ chồng người này. Từ ngày con về Tăng Bảo này thì khoảng mấy tháng thôi. Nhưng mà hai vợ chồng này thì người vợ thường tâm sự với con á. Nhưng mà người chồng rất là kiêu hãnh, ngã mạn. Người vợ thì cứ theo con mà để hỏi và nói chuyện. Rồi khoảng 3 năm trở lại đây, người chồng làm ăn thất bại. Cho nên thì cái người vợ thì tâm sự với con, nhưng mà người chồng rất là kín, người chồng thì giấu. Nhưng mà thì con có nói như vậy thì tại vì cái phước của mình nó được đến đó. Hiện giờ thì người chồng đang lâm vào cái nó là chơi chứng khoán gì thì theo con không có hiểu cái chứng khoán. Nhưng mà người vợ nói thì con có thể đoán được là sắp bị phá sản, có nghĩa là sập sàn gì đó. Thay vì mình bỏ vô bao nhiêu ngàn đô á, thì bây giờ nó chỉ còn vài trăm thôi. Thì con mới có chia sẻ với người vợ, thì bảo người chồng á, ngưng lại đi. Tại vì mấy năm nay á, thì trước kia thì làm ăn cái gì được cái đó, nhưng mà khoảng 3 năm nay thì làm không được. Thì cô vợ mới hỏi con thì như thế nào mà mới khuyên được cái người chồng. Thì con cũng có chia sẻ. Thì con mới nói là nếu mà như vậy thì một là ngưng ngay. Thứ hai mà lao vào vô á, thì mình không còn cái phước nữa. Nó lôi cuốn mình vô. Nó làm cho mình mê trong đó rồi mình chết trong đó. Chứ không có cái gì hết á. Thì bây giờ thì người vợ là mới nói với con là thôi bây giờ cô con thấy cô cái đường của cô xuất gia thì con thấy rất là suông, thôi bây giờ tới tháng 6 này cô có thể giúp con để mà xuất gia gieo duyên. Thì con cũng có hứa như vậy. Thì xin Ngài cho con vài lời chia sẻ để mà con hướng dẫn hai nào. Bây giờ có thể họ ngưng, thứ nhất là ngưng không có vô tiền nữa theo con thì như vậy. Tại vì nó bây giờ nó đang cuốn hút mình vô, mà nó lôi kéo mình vô, mà lôi kéo như thế này thì tất cả tài sản đều tiêu hết. Tại vì con có học qua cái câu mà khi hết phước làm chủ, tài sản tự biến mất. Nó không biến đường này thì nó cũng biến đường nọ. Thì xin Ngài cho con vài lời để mà con có thể khuyên hai vợ chồng người này như thế nào. Tại vì hàng ngày
hàng ngày cổ đem cơm vô, cổ rất là tinh tấn, và hàng ngày cổ đem cơm vô cổ cúng dường buổi trưa. Và con kính thỉnh ngài chỉ cho con cái cách để mà con chia sẻ với hai vợ chồng người này rất là tội nghiệp. Con kính trên dâng mít đến ngài. Nam mô Bụt Thầy Giả, Nam mô Thầm Mà Giả, Nam mô Sằng Thà Giả. Thì như hồi nãy tôi nói đó, ma vương đó, nó có những cái mồi rất là phù hợp với mỗi chúng sanh. Không? Ai thích tinh thì nó sẽ đưa ra cái miếng mồi tình ái, mà ai thích tiền thì nó đưa ra cái miếng mồi là tiền bạc. Mà ai mà thích mà về cái địa vị công danh thì nó đưa ra cái miếng mồi về cái địa vị công danh. Chính vì những cái miếng mồi phù hợp đó là chúng sanh là mới nhiễm đắm, là thấy thích thú trong cái những cái bảy mồi đó, mà cái đó là khả hỷ khả lạc mới đắm nhiễm, mới lao vô. Quý vị thấy khi mà cái đống lửa mà những cái con thiêu thân, những con cào cào trong chấu rồi đó, nó thấy cái ánh sáng không, mà nó không thấy cái tai hại, cái sức nóng của lửa, cho nên nó vui, cái trò vui mà sáng thích thú nhà vô, tới chừng mà lao vô rồi lúc đó là bị thiêu đốt thì tiêu cuộc đời rồi, ha. Đó, cho nên là khi mà cái phiền não trong nội tâm nó tràn ngập, nó nhấn chìm chúng sanh trong vô minh lầm lạc, thì khó mà có cái cách để mà cứu vãn nữa. Không? Bây giờ cái tâm của chúng sanh đang hướng về cái đó. Rồi lúc mà khổ đau á thì khóc lóc mà muộn phiền. Bây giờ mình có muốn chia sẻ rồi chưa chắc là được đâu. Bởi vì nó sâu nặng quá rồi. Cái căn cơ về cái những cái thiện pháp nó không có. Nhưng mà cũng tùy duyên, thì lúc nào mình khuyên được họ có thức tỉnh được thì tốt. Đó, bây giờ là thì cũng như cô nói đó, thôi bây giờ mình tạm những cái gì mà nó đã mất rồi, chữ mất rồi, còn lại được khoảng nào mình dừng lại để mình lấy cái đó để mà mình làm những cái công việc khác, mình làm những cái chuyện mà làm ăn nó chân chính chút. Thấy không? Cái vấn đề mà cái ba cái vụ mà tiền ảo chứng khoán rồi đó là nó là không có thật. Nó tăng nó giảm, bữa nay á, thì cái loại chứng khoán này nó tăng giá, nhưng mà ngày mai là nó là mất giá. Đó, luôn luôn là cái biến động, cái này lên cao, cái nọ xuống thấp, cái nọ tăng, cái này giảm, thì sao mấy cái thằng nhỏ ấy nó mới có tiền. Nha, quý vị thấy không? Mỗi lần mà biến động cái xăng dầu tăng là mấy đại lý xăng dầu nó có tiền có của. Nha, xăng dầu tăng là bắt đầu là nó càng giàu. Nha, còn người dân nha, là chắc ngót bóp bụng hồi đó 100.000 đổ được bình xăng, bây giờ 100.000 đổ 2-3 lít, thấy không? Đó, thành ra mình cứ đuổi bám theo những cái hư ảo, ta nói là bỏ bỏ cái thực tại
đuổi bắt những cái hư ảo. À, mới đầu mình thấy dễ ăn lắm, đầu tư vô dễ ăn lắm, nhưng mà rồi cuối cùng sao? Cuối cùng là coi như là tiêu tan hết. À, rồi giờ khóc lóc ăn năn là này kia nọ nó cũng muộn màng. À, nếu mình biết thức tỉnh thì mình làm những cái việc chân chánh để nó. Bây giờ mình buôn bán, à, mình mua bó rau 2 đồng, mình bán ra được 3 đồng, mình cũng lợi 1 đồng. 1 đồng này mà chắc ăn à. Còn bây giờ đầu tư vô chứng khoán 1.000, ngày mai mình có 3.000, nhưng mà 3.000 đó không chắc ha. Mình đầu tư vô 1.000, ngày mai đó chứng khoán cái tờ giấy không à. 1.000 mình bỏ ra là tiền thật để mình lấy đổi lấy cái tờ giấy à, nhưng mà rồi cuối cùng 1.000 nó mất tiêu, còn miếng giấy bây giờ chỉ đem đi nhóm lửa thôi. Đó, thành ra nhiều khi mình thấy chúng sanh mê lầm dữ lắm, thấy không? À, cúng kiến cũng vậy, lấy tiền triệu đi mua 3 cái vàng mã, mua 3 cái đồ giả đem đốt cúng vậy mà chịu. À, còn đem cái tiền đó mà cúng vô tam bảo rồi kia nọ, à, chùa chiền rồi hổ độ chư tăng rồi đó không chịu. À, dám bỏ ra 5-10 triệu bạc mua 3 cái vàng mã, trời ơi, sẽ thấy họ đi cúng mà đổ vô những cái lò để mà đốt ở mấy cái đền mấy cái miếu quá trời luôn. À, mà vậy mà chịu. À, từ ở dưới chân núi hồi năm sư đi ra ngoài Yên Tử, quý vị biết à, à giác mà cái qua ly mà trong đó nào là tiền đô la giả, vàng giả, đồ cái nọ đủ thứ, mà giác nguyên một cái qua ly bự vậy đó, đem lên tuốt ở trên chùa Đồng. À, hồi đó chưa có cáp treo gì đó, đi bộ không rồi phải giác đâu nổi, phải mướn người giác. À, giác lên chùa Đồng và bắt đầu đổ vô trong cái đỉnh nó đốt, mà vậy họ chịu làm phước này vậy á. Để gì chúng sanh nó u mê lầm trong cái tà kiến, bây giờ khó mà thoát ra lắm nha. Mà họ nhiễm đắm trong cái tầm cầu dục lạc rồi, họ không còn trí tuệ nữa đó, thì cái gì cái tham dục. Đức Phật ví giống như cái dòng nước xoáy, nó nhấn chìm tất cả chúng sanh. À, cái xoáy nước đó hả, mà những chúng sanh nào mà rơi vô cái đó là rồi, nó nhấn chìm ở trong đó, không có khó mà thoát ra được. Mà nếu mà những người này mà họ có trí tuệ nhân duyên từ quá khứ thì miễn may mình còn có thể giúp được, khuyên nhủ họ ha. Chứ còn mà nếu mà chúng sanh này mà không có cái duyên từ quá khứ, bây giờ mình không cứu được gì đâu. À, mình không khuyên nhủ, không có chia sẻ được ha. Thành ra Đức Phật tế độ những người hữu duyên nên tế độ, không? Đó, những chúng sanh hữu duyên đã tạo trữ công đức phước báo từ quá khứ, à, thì Đức Phật mới có thể tế độ. Còn mà những chúng sanh mà không có duyên thì Đức Phật cũng chịu thua, chứ đừng nói gì đến mình. À, cho nên á, là tùy theo điều kiện mà mình thấy, nếu mà họ ấy thì mình có thể mình hướng dẫn. À, thôi bây giờ á, kệ, giờ cái nào nó mất thì nó đã mất rồi, bây giờ mình có ngồi đó mình buồn rầu than thở trống khấn gian sinh gì nó cũng có được. Mà bây giờ á, cái phần nào còn lại, à, cái phần nào còn lại thì mình nên thức tỉnh để mà mình dùng cái đó để mà mình đầu tư vô những cái việc làm ăn chân chính. À, kệ nó, giờ mở ra cái quầy hàng nhỏ nhỏ, cái sập báo, cái quán gì đó bán gì đó, ha, kệ, có đồng vô đồng ra, à, bằng chính công sức, khả năng, điều kiện,
của mình, ít nhưng mà nó thực tế. Cái đó giờ mở ra bán xôi, bán bắp, bán rau, bán cải, bán cái gì đó, mua 2 đồng bán 3 đồng mà có 1 đồng này là chắc ăn nha. Chứ đừng có đầu tư vô mà 1.000 mai có được 100.000 nữa thì coi chừng. Mình đầu tư vô 1.000 này là thật, còn 100.000 nó là giả ha. Đầu tư vô rồi bắt đầu nó tốn mất rồi không biết đòi ai đó. Thành ra là nó như vậy đó. Chúng sanh bây giờ, cái xã hội bây giờ là mình phải trí tuệ, mình phải trí tuệ, mình phải sáng suốt. Chứ còn không là mình dễ rơi vô 7 mồi. Đó, đủ trò hết. Quý vị thấy đó, thiên hình dạng trạng, vàng thao lẫn lộn, đủ trò, đủ chiêu trò của ma dương hết. Mình phải sáng suốt, mình phân biệt cái nào là chân chánh mình thực hành theo, cái nào là những cái chiêu trò, những cái 7 mồi, những cái hư ảo của ma dương, nó đang lôi cuốn mình rơi vào những cái vòng xoáy tài tình danh lợi, nó vẽ ra cho mình những cái lợi rất là lớn, dễ đạt được lắm, thấy không? Nhưng mà coi chừng, cái đó là cái bẫy đó, mình mất tiền của, mất tài sản, rồi đau khổ đủ thứ chuyện để mà mình tránh xa, thành ra cái thời này là chúng ta phải cố gắng thực hành theo cái lời dạy của Đức Phật, luôn luôn phải phản tỉnh xem xét trước khi hành động, trước khi nói năng, trước khi mình quyết định những cái điều quan trọng, thì chúng ta sẽ thoát ra những cái 7 mồi. Mình đừng có tin cái vẻ bên ngoài là đạo đức, đừng có tin cái vẻ bên ngoài là hào nhoáng đại gia, biệt thự xe sang, đừng có tin là cái đề mà cái công ty rồi nó hoành tráng, đúng không? Cái đó là nhiều khi đó là cái gì, đồ hạng mã không ha, thấy không? Bởi vậy nó nói chứ có nhiều khi mình thấy là lấp lánh dữ vậy, nhưng mà không phải kim cương đâu. Có khi mình thấy nó là vàng đó, nhưng mà sự thật ra đó không phải là vàng. Bây giờ là ghê lắm, chiêu trò đủ thứ, cho nên chúng ta phải sáng suốt để rồi chúng ta lựa chọn, đừng có rơi vào cái 7 mồi của thế gian, thì chúng ta sẽ tránh được đau khổ với những chúng sanh. Nếu mà họ có cái tâm bây giờ họ thức tỉnh thì mình sẽ chia sẻ dẫn dắt để cho họ thoát ra, mình khuyên nhủ họ để dùng còn lại những cái khoản vốn ít ỏi để đầu tư làm vào những cái việc mà thực tế để có đem đến cái lợi ích cho cái đời sống. Chứ còn bây giờ mất hết rồi đi chạy cầu khấn gian sinh, ngồi đó khóc lóc buồn rầu, thì cái tài sản nó cũng không có lại. Và đó là một cái kinh nghiệm để mình biết cái phước báo của mình cỡ nào. Mình sống, mình chấp nhận, mình tri túc thì mình sẽ được an ổn. Đừng có tầm cầu cái gì mà quá mức, quá mức. Quý vị thấy rằng trong cái mà chuyện Tề Thiên đó, ông Ngô Thừa Ân ông lấy một cái vụ rất là hay, tại vì cái phước của Tề Thiên nó ít lắm, mà bây giờ nó muốn làm thượng đế, lên trên cõi trời mà nó quánh đồ này kia nọ, mấy ông tiên rồi nó chạy hết. Ông thượng đế cũng phải chung trốn, cuối cùng sao? Do cái tham đắm quá mức đi, cái tâm mà tham đắm quá mức thì sao?
nó sẽ đem đến cái hậu quả khổ đau. Cuối cùng thì bị đè dưới củ hành sơn. Thấy không? Đó, thành ra đó, trong kinh Đức Phật dạy những cái kẻ điên, những cái kẻ điên cuồng dại chạy theo dục lạc trần cảnh thế gian thì sao? Chính những cái dục lạc trần cảnh thế gian đó, nó sẽ đem đến cái khổ đau cho chính chúng sanh đó. Thấy không? Cho nên là chúng ta phải biết những người nào mà họ thức tỉnh, mình có thể chia sẻ, hướng dẫn, chỉ dẫn cho họ để họ có thể nghe những cái điều này để họ bớt đau khổ, để mình có thể mình dẫn dắt. Còn mà những chúng sanh nào nó không có duyên, nó không có tạo những cái phước báo thì thôi, mình đừng có ôm đờn bất công. Thì bây giờ tùy duyên vậy, giờ ai cần, họ muốn lắng nghe, tìm hiểu thì mình chia sẻ, chứ mình đừng có lằng xằng mình đi biểu họ lại đây tôi nói cho nghe, chia sẻ nghe, làm thế mà nó không có nghe đâu. Còn nó còn nói mình khùng nữa. Thành ra đó, tùy theo đối tượng, tùy theo cái thời điểm mình thích hợp thì mình sẽ nói để đem đến những cái lợi ích cho những chúng sanh người ta đang muốn nghe. Còn những chúng sanh nào mà họ không có thích hợp, họ không có nhân duyên với Phật pháp thì thôi, để chúng ta giúp đỡ cho họ những người mà đáng giúp đỡ. Còn những chúng sanh nào họ không có chấp nhận thì thôi mình tránh xa. Chúc cô Tây Duyên nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy gia. Dạ, sa thú, con kính tri ân ngài đã chia sẻ bài cho chúng con. Cô Tuệ Duyên đã trả lời những câu hỏi của cô Tuệ Duyên ạ. Dạ, bạch ngài, con cũng xin được có một số câu hỏi xin ngài chia sẻ và giảng dạy thêm cho con ạ. Dạ, thật sự ra thì như cô Tuệ Duyên nói như vậy, con cũng được trải nghiệm rất là nhiều khi mà người ta đang say đắm, đang đam mê đó, thì rất là khó để mà mình khuyên được người ta dừng lại. Bởi vì người ta nghĩ là người ta đúng, người ta nghĩ là người ta sẽ thắng, cho nên người ta không bao giờ nghĩ đến cái hậu quả của nó để lại. Cho nên là thật sự là trong cái cuộc sống có những cái bạn đạo với nhau mà khi mà con cũng nhìn ra được là họ không thấy biết đủ thì họ sẽ khổ. Bởi vì trong cái cuộc sống thì con thấy là người ta cũng đầy đủ nhà cửa xe hơi, nói chung là cũng không thiếu gì, nhưng mà trong cái cuộc sống vợ chồng lại không có hạnh phúc, vì là họ nghĩ về cái đồng tiền ấy, thưa sư, thì nó nặng quá đó. Thì như con thì ví dụ như sư nói là mình cần phải chi túc, thì cái đó là một điều rất là nên, nhưng mà cái đồng tiền đó, thì nó là cái phương tiện, nó chỉ là cái phương tiện để mà mình sống trong cái cuộc sống này làm sao cho nó ý nghĩa. Ví dụ như là khi mà người ta có đồng tiền, người ta dùng nó làm một cái phương tiện thì người ta có thể làm những cái thiện pháp. Nhưng mà khi mà người ta có cái muốn làm thiện pháp thì người ta cũng phải có tâm, như là khi mà người ta phải biết thương cái bản thân của người ta thì người ta mới biết thương người khác. Dạ, đúng không bạch sư? Thì khi mà mình cũng có một số điều kiện rồi thì mình nên sống làm sao cho vợ chồng, mình nên chia sẻ cho vợ chồng con cái làm sao cho được hạnh phúc. Mà ví dụ như là mình cũng có thể bỏ một số tiền ra ngoài những làm từ thiện, thiện pháp, rồi thì cúng dường bố thí, thì mình cũng nên bỏ một số cái tiền đó ra để mà mình có thể đưa vợ gia đình đi du lịch. Tất nhiên là cũng không nên là như sư nói là mình như quá độ đam mê vào những cái dục lạc ở cuộc sống. Nhưng mà những cái gì cần thiết, như là bây giờ còn trẻ khỏe này, thì đưa
đưa gia đình đi du lịch, đi đến những nơi thánh tích ở bên Ấn Độ này, rồi đi những các chùa chiền, đi du lịch tất nhiên là nó cũng tốn tiền ấy, nhưng mà con nghĩ là cũng cũng nên nên là nếu mà cảm thấy đi được á, thì cũng nên cho gia đình, cho bản thân một chút. Còn con thấy có những người họ rất là tham tiền, họ ăn họ không dám ăn, họ mặc họ không dám mặc, cũng chỉ thật sự là cũng vài bộ quần áo thôi. Thì như vậy cái sự đó thì con nghĩ cũng không phải là sự chi túc, mà nó do là người ta nghĩ về nặng về cái đồng tiền quá, mà trong khi đó kinh tế mọi thứ cũng đầy đủ mà họ không dừng lại, họ vẫn muốn tham đắm để mà làm còn mạnh thêm. Mà trong khi đó thì trong cái cuộc sống thời đại bây giờ thì rất nhiều cạm bẫy luôn. Mà khi mà con nhìn thấy những cái bạn đạo bên cạnh mình á, mà như vậy mà cũng không thể khuyên được, bởi vì là họ đang ở trong cái vòng quay á, không thể khuyên được nổi đó. Cho nên là cũng là rất khó. Nhưng mà thưa ngài, nếu như mà về cái vấn đề chi túc và vấn đề những cái việc cần làm như là cho gia đình, cho bản thân, rồi mới cho bố thí, cho thêm ở xã hội, bạn bè này kia, thì theo ngài thì như thế nào thì mình được sống gọi là đúng trong cái sự chi túc và cái đồng tiền nó là cái phương tiện đúng đắn của mình. Dạ, con kính bạch ngài, xin chia sẻ thêm cho chúng con được biết về cái vấn đề này ạ. Dạ, con xin phép dâng mic đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Ga Gia. Thì trong kinh đó, Đức Phật có dạy chúng ta sử dụng cái tài sản phát sanh một cách hợp lẽ, tức là những cái tài sản mà chúng ta được thừa kế từ dòng tộc, những cái tài sản mà nó phát sanh do cái công sức trí tuệ chúng ta làm ra một cách hợp pháp, thì mình phải biết sử dụng cái tài sản đó cho nó hợp lẽ, sẽ đem đến cái sự an vui ha. Bây giờ mình biết cái khoản thu của mình là bao nhiêu, rồi mình chi ra là bao nhiêu, luôn luôn là cái chi là nó phải thấp hơn cái thu, thì như vậy mình sẽ an ổn ha. Còn nếu mà cái thu mình thì ít mà cái chi qua ra quá nhiều thì sao, thì sẽ khổ đau, nợ nần rồi kia nọ đủ thứ gian cho nên cần biết được cái khoản thu của mình chừng nào thì mình sẽ chi dụng nó vừa phải đó. Thì Đức Phật dạy cái thứ nhất là hằng ngày mình chi dụng vào cái sinh hoạt ăn uống nhà cửa rồi chẳng hạn vậy đó. Đó là cái khoản thứ nhất để mà mình nuôi sống bản thân và gia đình Rồi cái khoản mà thứ hai đó là cái gì? Cái khoản thứ hai mình phải dành một cái khoản nào đó để đầu tư lại cái công việc làm ăn của mình, đúng không? Bây giờ cái nhà vườn mình thu cái mùa vụ này được 10 tấn 10 tấn cả cây mình bán ra, bây giờ ít ra mình cũng phải mua phân mua đồ này kia nọ mình bón lại cho cái cây, mình phải nó cho mình 10 tấn nhưng mà mình ăn khoảng 5-6 tấn thôi, còn 4 tấn là để mình mua phân, mua đồ, mua các cái điều máy móc đồ này kia phục vụ để mà bón phân lại để tưới tắm cho nó được tốt đẹp, thì cái mùa vụ tới mình mới có để mình thu hoạch nữa chứ, không? Đó, cho nên á là cái thứ nhất là mình chi dụng trong ăn uống nhà cửa sinh hoạt hàng ngày, thì cái khoản này đó là coi như là mình chi ra không chứ không có bao giờ mà mình thu lại được, không? Thì trong đó có cả cái khoản mà lâu lâu mình đi du lịch đồ chơi, mình đi giải trí đồ chơi, nhưng mà điều cái nó vừa phải chừng mực chút đỉnh thì cũng vẫn tốt, để cho mình có lâu lâu mình cần phải đi đổi cảnh,
à, lâu lâu cũng phải sửa nhà lại, sơn đồ phết đồ lại, bảo quản cái nhà rồi kia đó. Thì những cái khoản này đó là mình vừa vừa chân vừa đủ ha. Rồi cái khoản mà mình dành để mình đầu tư công việc làm ăn này nó mới sinh lại để đem đến cái lợi lạc tài sản cho bản thân mình. Rồi cái khoản thứ ba đó, cái khoản thứ ba đó thì gì, à mình dành ra để mình chôn của để dành, à mình cúng dường tam bảo nha, à giúp đỡ những người bần cùng neo đơn nha, à mình đi cứu trợ, mình giúp đỡ cho những cái người già bệnh, à những cái trại mồ côi thế này thế khác ha, à xây dựng chùa chiền, tạo tăng xá cứu xứ đồ cho chư tăng cái nọ đó, là cái này là những cái việc phước thiện để mà mình gieo những cái công đức, à gieo những cái công đức. Bây giờ á là mình có 10 đồng, à mình xài hết 5 đồng rồi. Còn bây giờ á 1 đồng á mình, 2 đồng mình đem mình cúng dường bố thí ha. Đó. Thì mai mốt mình mới có được nữa. Thấy không? Đó, giống như bây giờ á cái người nông dân như thu hoạch được 100 giả lúa, ít cũng phải chừa lại 20 giả để qua mùa sau mình làm lúa giống, mình đem ra mình gieo, mình mới có lúa mình ăn nữa. Còn giờ 100 giả mình đem bán, mình bán hết 50 giả, còn 50 giả mình ăn, rồi mai mốt mùa vụ tới mình lấy lúa giống đâu ra mình đem mình gieo. Đó. Đó, thành ra cái khoảng thứ ba đó là khoản mà để mình chôn của để dành, mình bố thí, mình làm phước, mình cũng dư. Còn một cái khoản thứ tư là gì? Cái khoản để mà chuẩn bị phòng hộ, không? Bây giờ công việc mình làm ăn đang thuận lợi, sức khỏe mình đang bình thường, ha, tài sản mình có, nhưng mà mình phải dành ra một phần để phòng khi bất trắc. Những cái lúc mà cái công việc nó không có thuận lợi, à những cái lúc mà ốm đau bệnh tật, à cái kia nó xảy ra rồi lấy đâu mà mình lấy ha. Cho nên cái một cái phần đó là mình để dành là phòng thủ cho những cái bất trắc mà nó xảy ra, à để mình không có phải lúc mà lỡ mà cái công việc mình nó không thuận lợi, cái khoản thu nhập mình cũng có, thì mình có cái này để mình tạm sống ha. À hoặc là lỡ mà mình mai mình có đi bệnh viện thế này thế khác, à thì mình cũng có tiền để mình trả tiền viện phí, trả tiền thuốc, tiền men rồi đó. Còn bây giờ á mình ôi trời khỏe quá, tôi mạnh khỏe, tôi đâu có sợ gì bệnh tật, cũng có đâu, có ha. Có nhiều tiêu khoa xài phí quan phí hết thì tới chân đổ bệnh ra, trời ơi bây giờ chạy mượn giùm tôi, chạy mượn đầu này chạy mượn đầu kia, giờ vô bệnh viện mà không có tiền, không có tiền thì nằm đó đi, chờ đi, có thẻ bảo hiểm gì có, à vô phải có thân nhân có tiền chạy lại tạm ứng, đóng cái là đóng tiền vô lấy cái phiếu lại, bắt đầu nó khám bệnh. À, kia nọ. Còn mà không có tiền thì thôi nằm đó chờ đi ha. Cho nên á là Đức Phật dạy rất là hay, à nếu mà mình đúng sống đúng theo cái lời chỉ dạy của Đức Phật thì chúng ta sẽ được an ổn đó. Cái tài sản mình phát sanh ra mình phải biết chi dụng một cách hợp lẽ ha. Bốn phần như vậy đó thì mình sẽ an ổn, và cái mình sử dụng cái tài sản đúng vào cái mục đích tốt đẹp. Còn có những người thì họ ỷ lại, thì biết bao nhiêu người à, đó những cái người ỷ mình là à, có tiền có của rồi sống tiêu pha phung phí rồi kia nọ, rồi sẽ khổ đau
Tại vì cái phước mình á, thấy không, nó phải là mãi mãi, nó có chừng mực. À, mình gieo cỡ nào thì cái kiếp hiện tại này nó cho cái quả cỡ chừng đó thôi. Mình cứ tưởng đâu là cái tài sản này là vĩnh cửu thường hằng, à, cứ tiêu pha mà mình không biết. Mình biết đem ra mình dung bồi trở lại, mình biết gieo trở lại, thì một ngày nào nó cũng hết. Đó. Bây giờ mình gửi vô tiết kiệm có 1 triệu mà mình tưởng nó nhiều lắm, mình cứ lại mình rút hoài, rút hết 1 triệu rồi lại rút nữa, ai cho? Thì đó, cái phước của mình cũng vậy. Cho nên đó là mình phải biết à, xài sử dụng cái tài sản để không đem đến nợ nần. À, như hồi nãy xin nói đó, nợ nần là cái khổ đau nhất. Thấy không? À, bị chủ nợ người ta kêu réo, người ta mắng nhiếc. À, thậm chí hồi xưa mà những cái người mà thiếu nợ đó, bị vua quan họ tẩn sức, họ đuổi ra khỏi cái quốc độ của mình. Thấy không? Cho nên đó, là khi mà chúng ta biết sống tri túc cái khoản thu của mình chừng nào, mình chi ra vừa phải, rồi mình phải dành cái lợi tức để mình đầu tư vô cái công việc làm ăn của mình để nó sinh lợi, rồi mình biết à, giúp à, một cái khoản là bố thí chung của để dành là cúng dường tam bảo nè, giúp đỡ thân bằng quyến thuộc khi mà người ta cần nè, à, những cái hội đoàn à, người già khuyết tật, trẻ em mồ côi, à, bệnh viện đồ này kia nọ đó, đó là cái đó là để mình gieo trồng lại đó. Rồi sao, một phần để phòng hộ những cái việc bất trắc, công việc làm ăn của mình nó trắc trở, à, sức khỏe ốm đau bệnh tật nó đổ ra, à, để mình có cái khoản này để mình chi, à, thì như vậy đó thì mình sẽ có một cái đời sống an ổn và cái tài sản chúng ta à, sử dụng một cách tốt đẹp trong cái đời sống hiện tại, và chúng ta cũng gieo trồng những cái phước thiện để trong cái đời sống tương lai. Thì cũng xin chia sẻ với các nguồn Lào Cai và chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Tha Gia. Dạ, Nam mô Bụt Tha Gia. Không biết con, dạ, dạ sa thú xin thân mời. Dạ, Nam mô Bụt Tha Gia. Từ mẫn con xin cúi đầu đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân Đức Phật, ân Đức Giáo Pháp, ân Đức Tăng. Dạ, con thành kính đảnh lễ sư Pháp Thanh và sư Trí Đức, cùng quý cô tu nữ, quý chư đạo hữu trong đạo tràng. Dạ, con kính chúc sức khỏe quý ngài. Dạ, thưa sư, con cũng con vô cái nick của con, cái nickname từ mẫn số 1, mà con vô room bị lóc hết hay như thế nào, sao mấy cái room kia con cũng không vô được. Cái phone của con bị lóc và con mới xài cái iPad đường mẫn 2 con mới vô được. Rồi mấy cái room kia sao cũng không vô được luôn. Thì thưa ngài, con làm ở nursing home con cũng mới về, thì con có cái câu hỏi chị vô thường đến bất tử con không hiểu như thế nào, nhưng ngài dạy cho con cũng như hơi hurry, cũng như là gấp rút hay như thế nào đó. Con suy nghĩ mấy ngày nay con đi tìm ngài, con ngài giải thích cho con là như hộ niệm, như hộ niệm cho người chết, thì cái người đã sửa sạn ra đi rồi đó, thì có mời sư thầy đến để tụng niệm, để hộ niệm cho cái người đó cho tỉnh táo hay là như thế nào, thì mời các sư đến. Thì cũng như ngài đó, ngài có đem qua đến bên con, ngài hiểu con rồi đó, thì như một mình con ở đây thì những gì đến với con bất tử, con không có cộng đồng người Việt, toàn là Mỹ không, mà cũng xa chùa xa xứ.
Thì sáng thì con có đọc kinh lễ bái Tam Bảo, con ngồi cúng dường Đấng Thế Tôn bằng cái sự hành thiền của con trước khi con ra đi. Con làm cái gì quay quần trong một ngày đó thì chiều con về. Trước khi con xế chiều thì bên đây đó là chiều rồi, bên ngày là sáng. Chút nữa đó thì tụi con sửa sang là đọc kinh lễ lại xong rồi cũng ngồi trước khi đi ngủ. Nhưng mà con có thắc mắc, cái giờ cuối cùng mà những cái gì mà con biết đến với con, thí dụ mà nằm một chỗ, hoặc là vô thuốc, hoặc là bị hôn mê, cũng như khi tỉnh, khi say gì đó bạch ngài, khi tỉnh thì mình chánh niệm, mình biết những cái gì trong thân của mình, thân mình biết những cái gì nó xảy ra trong mình, đau nhất hoặc là như thế nào, niệm ngay cái đó. Nhưng mà thưa ngài dạy cho con là người chính con là người hộ niệm cho con, thì cái giờ phút đó con đọc cái bài kinh gì để con tỉnh táo, con đọc bài kinh gì trong khi con hôn mê, con đi luôn, bạch sư, bạch ngài chỉ cho con nha. Nam mô Bụt Thầy Giác, con chỉ cần có bao nhiêu đó ngài giảng cho con, để con, tại vì con không có sư thầy, không có ai đến với mình hết, mình độc cư một mình. Dạ, Nam mô Bụt Thầy Giác, con thành kính tri ân ngài, kính cảm ơn đạo tràng, con xin xuống mít. Nam mô Bụt Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Ca Giác. Chẳng biết là quý vị có nghe rõ không? Dạ, cảm ơn cô Từ Mạnh. À, lâu lắm rồi, thì hôm nay cô Từ Mạnh mới vào room. Thì Đức Phật có dạy là sao? Tự mình phải xây hòn đảo để mình nương nhờ. Tự mình phải nương nhờ vào chính mình, không nên nương nhờ vào một cái nơi nào khác. Thì sao? Thì hằng ngày chúng ta tạo trữ những cái thiện lành để mình làm nơi nương nhờ. Thì mỗi chúng sanh có cái duyên nghiệp riêng, không ai giống ai đó. Thí dụ trong cái trường hợp mình bệnh đau, bây giờ mình theo dõi, quan sát vào những cái cảm thọ, nó đau, nó tê, nó nhức, nhưng mà đều cái là mình coi nó là một cái đối tượng để mình quan sát. Nó tăng, nó giảm, nó sanh, nó diệt, như thế nào, thế nào, thế nào, mình theo dõi biết. Đó. Rồi nếu mà ví dụ cái trường hợp có chư tăng đến hộ niệm cũng đó, nhưng mà cái đó là nó trợ giúp thôi, nó trợ giúp hỗ trợ phần nào thôi, nhưng mà cái quan trọng là mình nương tựa lấy chính mình là an ổn. Không cần gì thuộc cái bài kinh nào cho nhiều, cô chỉ cần suy niệm về cái ân Đức Phật. Arahant Samma Sambuddho Vicca Charana Sambanno Suvato Lokavidu Anuttaro Bodhisattva Sa Satha Đều Mano Sa Năng Buddho Phan Hoa. Không cần là hết 10 cái. Không cần hết 10 cái. Ví dụ là Arahant Samma Sambuddho, mình cứ niệm hoài, niệm hoài, niệm hoài, niệm hoài, kháng khích cái đó. Để mà nếu mà một ngày mình ra đi thì chính mình á hộ niệm cho mình, chính mình nương nhờ lấy mình. Vậy đó. Còn nếu mà bây giờ do cái duyên nghiệp
mình ra đi trong cái hôn mê ấy, thì cái đó là ta đi với nghiệp của ta. Lúc đó thì chính cái nghiệp lực nó sẽ dẫn dắt mình đi đến những cái cảnh giới nào đó tương ứng phù hợp với cái những cái chủng tử mà mình đã tạo. Thì lúc đó là gì? Do cái thường nghiệp, cái quân tập hàng ngày thì nó sẽ dẫn dắt nó đường đi. Còn nếu chúng ta còn trí tuệ, còn cái tâm sáng suốt thì như vậy đó, khi mà mình an trú trong cái thiện pháp, trong cái nương nhờ vào cái ân đức Phật, thì chắc chắn mình sẽ đi đến những cái tốt đẹp an vui. Chứ còn bây giờ á, cái người mà họ bị hôn mê, thì dù cho có một 10 vị sư, 100 vị sư tụng kinh hộ niệm, cũng không thể nào mà đưa được họ đi đến cái cảnh an vui được. Tại sao? Tại vì biết trong cái hàng ngày, trong cái đời sống của họ, họ tạo thường nghiệp là cái gì, thấy không? Mà lúc đó cái sự hỗ trợ là không có tác dụng rồi. Bây giờ cái tâm của họ nó trống, sống trong cái mê muội rồi, họ không có biết gì hết, họ sống cái đời sống thực vật, thì làm sao mà có sự hỗ trợ gì được, thấy không? Thành ra quý vị thấy đó, khi mà Đức Phật ngài quán sát, ngài thấy tế độ cho ai, tế độ cho mấy vị thầy mà đã dạy thiền cho ngài, giờ mấy ông đó sanh lên cái cõi trời vô sắc rồi, ông không có thể nghe, không có thể nhận được. Ông A Tư Đà cũng vậy, ông cũng sanh lên cõi trời vô sắc rồi đó. Đó, thành ra là cái người mà họ bị đột quỵ, họ tai biến gì đó, họ mê man, thì bây giờ là cái sự hỗ trợ nó không có giúp đỡ gì được. Còn khi mà ta còn hiểu biết thì chúng ta ráng cố gắng. Lúc đó là cái thân nó đau, nó tê, nó nhức, cái trí tuệ mình nó cũng thấy rồi, thì mình sẽ chọn lựa một cái danh hiệu nào đó mà thường xuyên, nó ngắn gọn, để mình cố mình nương nhờ vào cái đó, để mình ra đi trong cái tâm bình tĩnh, sáng suốt, trí tuệ, thì chắc chắn mình sẽ đi đến an vui. Thì cái điều đó là Đức Phật gọi là mình phải xây cái hòn đảo, mình phải nương nhờ vào chính mình là cái điều quan trọng. Còn lúc đó là mình không có nương nhờ cái nơi nào khác hết. Thành ra là mình sẽ lựa chọn, bây giờ trong 10 cái hồng danh đó, cái hồng danh nào thường ngày mình suy niệm nhất, Arahant, Buddho, hay là Samma, Sambuddha gì đó, đó thì mình lựa chọn, để lúc đó là mình bỏ hết tất cả, mình chỉ chú tâm mạnh mẽ vào cái hồng danh, cái ân đức cao cả của Đức Phật, thì mình sẽ đi đến những cái cảnh giới tốt đẹp an vui. Con xin giải thích cái thắc mắc của Tina. Phiền não ngủ ngầm có phải do sự cố chấp để điều khiển cái tâm sân? Thì sự thật ra đó, cái phiền não ngủ ngầm nó là có tham sân si nha, nó rất là ấy. Nhưng mà bây giờ á, cái phiền não là do những cái tiềm miên từ quá khứ nhiều đời nhiều kiếp nha, cho nên nó ẩn tàng trong đó. Có nhiều khi mình tu tập là nó không có điều kiện thì nó ẩn tàng trong trong đó, nhưng mà nó chờ khi cái điều kiện thích hợp thì nó sẽ nhảy ra, thấy không? Ví dụ như một cái người thiền sinh ấy, mà nỗ lực mà hành thiền nha, ở trong thiền viện, thì như vậy đó, cái phiền não không có điều kiện để sanh khởi. Nhưng mà trong đời sống
sau khi cái thiền sinh thì trở về với đời sống ha. Nếu mà chúng ta dễ vui buông lung, không có đầy đủ sự chánh niệm tỉnh giác, thì lúc đó đó cây nó gặp cái đối tượng phù hợp, khả hỷ khả lạc là thích ức, nó sẽ nhảy ra liền đó. Thành ra đó mình phải biết mình ngăn chặn à. Tại vì sao à, nếu mà có tham, mà nếu mà cái dính mắt cái tham muốn không được thì sẽ bực bội sân hận à. Mà khi mà tham sân là có si, si có mặt à. Chính vì khi đó cái si mê mình mới tham, mà chính vì si mê mà mình tham không được thì mình mới sân đó. Cho nên á là trong 12 cái tâm bất thiện là nó có cái si nó nằm phía sau để nó thúc đẩy đó. Cho nên á là ngay trong đời sống chúng ta phải cố gắng à, phải cố gắng luôn luôn mình phản tỉnh, mình xem xét những cái tác ý à, những cái tác ý bất thiện thời ngăn chặn à. Còn nếu mà mình không có kịp thời dập tắt ngăn chặn thì sao, nó sẽ qua cái khẩu tri nói năng, cái thân biểu tri hành động đem đến những cái hậu quả không đẹp. Còn nếu ngay trong cái tác ý bất thiện à, nó xui khiến nói những lời đẹp gây đau khổ, mình kịp thời mình dập tắt, mình ngăn chặn, nó xui khiến mình làm những cái hành động mà gây tổn hại khổ đau cho người khác, mình kịp thời mình ngăn chặn dập tắt à, thì như vậy chúng ta sẽ à, thêm đến những cái lợi ích tốt đẹp à. Bây giờ thì thời gian cũng vừa phải lẽ, và bây giờ xin mời cô Pháp Nguồn Lạc Cai à, sám hối, rồi sau đó sư xin thay mặt chư tăng à, phúc chúc ngắn để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay, và giới phước báo à, học hỏi những câu Phật ngôn lời dạy của Đức Phật và thảo luận chia sẻ Phật pháp. À, giới phước báo này kính cầu mong chư tôn đức trưởng lão pháp thể ca ngan kính dâng phần phước đến các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân của à, sư cũng như của tất cả quý vị, cầu mong cho các vị ấy à, trong cảnh giới nào cũng được an ổn, cầu mong chư thiên quan hỷ với phước báo, cầu mong tất cả quý vị nhiều sức khỏe an vui, tu tập tạo được nhiều thiện sự trong đời sống, cầu mong tất cả chúng sanh sớm thoát khỏi những khổ đau thiên tai dịch quả, cầu mong tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loại an vui hạnh phúc. Và dạ, xin mời cô à, Pháp Nguồn Lạc Cai Nam Mô Bổn Sư Giá. Sa thú lành thay dạ. Con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân thượng tọa Pháp Thanh đã từ bi thuyết giảng buổi pháp ngày hôm nay để cho đạo tràng chúng con có được nhiều sự an vui lợi ích dài lâu ạ. Dạ, một lần nữa chúng con xin kính tri ân toàn thể chư tôn đức tăng cùng quý cô tu nữ đã hiện diện trong Zoom. Con kính cảm ơn đạo tràng đã trang nghiêm thanh tịnh nghe pháp. Sau đây con Pháp Nguồn Lào Cai xin phép thay mặt đạo tràng sám hối ba ngôi tâm bảo ạ. Út ta măng ghê na hoàn đề hằng bà đa bằng sùng hoa rút ta măng bút thề yô khá lý tô đô sô bút thô khá ma tu tăng ma măng. Út ta măng ghê na hoàn đề hằng thầm mạnh cha đô viết thẳng qua rằng thầm mê yô khá lý tô đô sô thầm mô khá ma tu tăng ma măng. Út ta măng ghê na hoàn đề hằng.